Hello, xin chào 145.783 anh em đang xem video của mình. Và video này mình sẽ đặt cái tựa đề nó giật tít một tí. Có nhiều bạn inbox hỏi mình là mình có nhận hack kim cương không này, có bán ạc, có bán git code, có bán súng hay là có bán bàn gì tài le gì đấy. Nói chung là rất là nhiều anh em inbox mình hỏi hack tập kích này, buôn bán kim cương tập kích này, và cũng như là gì nhỉ, bán ạc cho các bạn. Thực sự thì mình không có bán bất kỳ một cái ạc cũng như là git code nào đấy, nhưng mà rất là nhiều bạn đã bị lừa và mình đã có làm rất là nhiều video để đính chính về cái vụ này. Thực sự thì đây có lẽ là đây là một video cuối cùng mà mình sẽ nói về cái vấn đề FA Channel Hùng hay là Phúc Sáu Trai Lộc Tốt có bán kim cương, có bán git code, mình nói chung với tất cả youtuber tập kích nhá, có bán git code, có bán quân trang hay các kiểu không. Ok, thì ở đây mình đã có hai đoạn chat của một bạn thì gửi vào mail cho mình. Đây. Đó. Thực sự thì mình cũng rất là bất ngờ. Tôi tin tưởng anh. Mình sẽ đọc qua cái đoạn mail này của bạn Đặng Thanh Hậu nhá. 15/10/2021. Xin lỗi bạn rất là nhiều. Mình bạn này đã gửi tới mình 3 ngày trước. Tôi tin tưởng anh nên tôi đưa cạc cho anh. Tại vì tôi hâm mộ anh, tôi thật thất vọng giờ cả cốt anh cũng không gửi cho tôi. Tôi đã nói nha, tôi không giàu như người ta mà. Thực sự thì mình đọc cái này mình cũng khá là buồn vì có nhiều bạn đã bị kẻ xấu lợi dụng, nhưng chắc chắn là không phải mình đâu. Ok, đây các bạn có dẫn chứng rõ ràng, tin nhắn đã bị block. Đặng Thanh Hậu 2001. Và một cái đoạn video nữa mà mình muốn cho bạn xem. Đây là một cái bạn thứ hai dính chưởng của cái bọn fake nick Facebook, bọn bán ạc, bán kim cương. Và tất cả thì cũng dựa vào lòng tham của các bạn thôi. Đây, đây là một đoạn video nhé. Đồ anh hùng thật à, thật. Đây các bạn hãy đọc nhé. 200k. Mình không có bán. Mình anh Phúc xấu cho anh Lộc Tốt không có bán bất kỳ một cái loại git code hay là quân trang kỵ sĩ kim cương gì cả, không bao giờ nhá. Ê, đây khoan, có đoạn này mình cho xem. Ý cái gì nhỉ? VTC cấp cho FA Hùng mà anh để lại em. Thực sự thì VTC cũng không cấp cho mình bất kỳ một cái súng nào vào kho đồ ấy chứ, chỉ cấp cho mình một cái nick stream 1 thôi. Ok, như vậy là rất là cay vì có một bạn nó mất 200k. Thực sự thì mình cũng cảm thấy các bạn bị lừa, mình không mất gì, mình chỉ mất uy tín. Nhưng mà mình cảm thấy là mình rất là xót tiền cho các bạn. Tại vì thứ nhất là bạn không thể nào kiểm tra kỹ càng cái phim Facebook của mình ở phía bên dưới phần mô tả video. Thứ hai là các bạn có thể tìm được link Gmail của mình, nhưng tại sao các bạn có thể tìm được link Facebook chính hãng của mình? Ok. Thanh niên này có lẽ một thanh niên chơi liên quân đi lừa đảo để lấy tiền đảo vào game. Oh. Vai chim. Có lẽ đây là một video troll, nhưng mà troll thanh niên Bùi Hùng fake. Ok, để phân biệt Bùi Hùng fake và Bùi Hùng chính hãng, hoặc là các youtuber chính hãng khác, thì các bạn hãy lên cho mình tìm kiếm cũng được. Hãy lên cho mình tìm kiếm cho nhanh. Chính là Bùi Hữu Hùng. Nó sẽ ra một lố phải không các bạn? Mọi người này. Đó, rất là nhiều các tài khoản fake. Trong đấy có nhiều tài khoản đã lừa đảo thành công rất là nhiều bạn. Thực sự thì nhiều bạn hiểu nhầm. Thực sự có nhiều bạn hiểu nhầm mình là đi bán kim cương, bán git code. Nhưng thực ra không phải đâu. Anh em hãy tránh xa những trường hợp đấy ra nhé. Và các bạn nào muốn tìm được chính Facebook chính chủ của mình thì hãy vào cho mình, đó chính là tìm cho mình là Hữu Hùng FAC. Đó, tìm y chang nha các bạn. Nó sẽ ra một kết quả duy nhất ở mọi người. Cái đầu tiên nhá, Hữu Hùng FAC. Đó, có trên 14.699 người theo dõi. Có trên 14.699 người theo dõi. Các bạn chỉ tìm kết quả đầu tiên chính là mình. Ok. Và một lần nữa thì mình xin lỗi hai bạn rất là nhiều, vì có một bạn bị lừa thì có một bạn cũng mua phải git code, cũng mua phải
Nói chung là gặp phải thanh niên fake bị lừa lừa đảo, cũng xin lỗi hai bạn rất là nhiều, cảm ơn. Mình không biết nói sao nữa, nhưng mà nếu các bạn muốn mua quân trang, mua shop thì hãy liên hệ anh Nguyễn Trung Dũng, anh có thể bán cho tất cả bạn bao ad server luôn. Thực sự thì các bạn muốn tìm nick của anh Nguyễn Trung Dũng thì mình cũng phải tìm đâu nhỉ, có thông báo đâu rồi, à đây rồi, anh Nguyễn Trung Dũng đây rồi. Các bạn nào muốn mua thì hãy liên hệ anh Nguyễn Trung Dũng, anh bán quân trang và quà lớn các kiểu rất là uy tín. Ok, sắm thiện PR cho anh Dũng một tí luôn. Và bật mí cho anh em, ngày mai có lẽ tối nay mình sẽ lên video đi soi hồ bơi cùng các bạn. Khá là hay đấy. Nói chung là anh em có hóng video của mình không? Hay ấn like đăng ký kênh channel của mình nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. À quên nhỉ. À, thì để các bạn tìm được nick của anh Nguyễn Trung Dũng thì mình sẽ check Facebook mua hàng này, 016 à 0126 5251 3333. 0126 428 3333. Không bán coder, không bán code, miễn mượn nick xin xỏ mặc cả. Ok. Bảng giá thì cũng khá là tốt. Rồi, mọi người cảm ơn các bạn xem video của mình. Nhớ tránh xa những thể loại lừa đảo và cũng như là fake nick nha các bạn. Chúc bạn có một ngày làm việc cũng như là chơi game vui vẻ. Xin chào. Hãy nhấn follow Facebook của mình để theo dõi những tin tức mới nhất. Và hiện tại thì mình đang ốm, không có tâm trạng để chơi game. Cũng xin lỗi các bạn rất là nhiều. Sốt đi bốn mấy độ rồi. Chắc mai phải đi viện thôi. À quên, mình sẽ bonus cho các bạn một tí, đó chính là các bạn nào muốn nhận code, get code hay get code súng VIP có thể vào đường link phía bên dưới phần mô tả của video của mình. Mình có để cho bạn một đường link để các bạn nhận get code miễn phí. Và bây giờ, xin chào các bạn nhá. Bye bye.